Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần phân tích của cựu đại sứ Bùi Diễm do võ thành nhân thực hiện. À, kính chào quý vị, à, đến với phần 2 trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới những ứng cử viên của Đảng dân chủ khi mà ra tranh cử tổng thống với lại tổng thống Donald Trump và cái phần thứ hai của trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ bàn tới một số vấn đề có liên quan vấn đề G7 vấn đề trade war chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay trước hết xin kính chào đại sứ Bùi Diễm cảm ơn anh Nhân mà tôi cũng xin có lời trân trọng kính chào tất cả các khán thính giả của đài SPTN mà qua chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn vào ngày mai thì người ta sẽ có những cái um, bàn media sẽ bàn rất là nhiều về những cái ứng cử viên của đảng dân chủ khi mà họ ra tranh cử, đặc biệt là tranh cử vào tháng 11 năm 2020 sắp tới, thì cái nhận định của ông như thế nào về những cái ứng cử viên này vậy thưa ông? Thực sự thì chưa hết thì tôi có một cái lời nhận xét mà cũng là nhận xét chung của tất cả những quan sát viên theo dõi cái tình hình, tức là cho đến nay mà không hiểu đến ngày mai thì sẽ có gì thay đổi không nhưng mà cho đến nay tất cả những cái, cái vụ tranh luận trên, trong hàng ngũ những người dân chủ thì toàn về những cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ cả mà chưa bao giờ đả động đến cái vấn đề ngoại giao thì người ta thấy rằng thì là nếu mà nói đến những vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ thì là cái vấn đề tất nhiên là bởi vì thì là cái vấn đề này, hàng ngày những người Hoa Kỳ phải nghĩ tới tức là những vấn đề mà ngăn cản những cái sự lan tràn những các súng chẳng hạn ấy hay là những vấn đề mà gọi là ê, bảo hiểm sức khỏe chẳng hạn ấy tất cả những cái vấn đề là những cái vấn đề hàng ngày người dân hoàng nghi người ta phải đối phó tới thành thử ra rằng thì là cái sự tranh luận giữa những ngày dân chủ, giữa những người trong đảng dân chủ là toàn về những vấn đề nội bộ cả còn những cái vấn đề mà ngoại giao thì nó cũng có lúc người ta coi như là hơi xa xôi quá. Mặc dầu rằng thì là những cái vấn đề đó chính thực có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của nước Mỹ. Vì vậy cho nên có lẽ về sau chúng ta cũng sẽ có dịp đề cập tới một vài cái điểm chính trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong năm tới. Và dạ, khi mà chúng ta nói tới chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong năm tới đó thì vừa rồi Tổng thống Donald Trump có tham dự G7. Cái ghi nhận của ông như thế nào về cái chuyến đi đặc biệt như vậy vậy thưa ông? Thì thực sự ra thì người ta nói tới vấn đề ngoại giao hay ngay cả những cái vấn đề nội bộ đó thì trong cái tình trạng mà có thể nói rằng thì là chia rẽ của cái gọi là cái hoạt động chính trị của Hoa Kỳ đấy thì mình cũng phải thận trọng là bởi vì rằng thì là người chê cái ông Trump thì cũng có mà người khen của ông Trump thì cũng nhiều thành thử ra trong cái tình trạng chia rẽ đó của cái dư luận Hoa Kỳ và của nền chính trị của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nên cố gắng mà dựa vào những cái sự kiện mà có thể nói rằng thì là không thể ai chối cãi được. Chứ còn nếu mà nói về vấn đề mà bỏ rằng thì là um, có thể dự đoán được trong tương lai ra làm sao thì cái vấn đề đó cũng sẽ là còn tùy từ cái người mà nghĩa là chống đối hay là chỉ trích chính quyền Trump trong lúc này nhưng mà khi mà tổng thống Donald Trump có một cái quyết định là mời ông Putin mời đấy, Nga, có đấy, thì, có thể là cái vấn đề Để... đó là một cái vấn đề lớn trong cái vấn đề G7 thì uh, như là quý vị cũng đã biết lúc trước thì nó là gọi là G8 tức là tất cả những cái nước mà có cái kỹ nghệ cao mà trong số đó có anh Mỹ Pháp Đức rồi Ý rồi thì là Gia Na Đại rồi Nhật Bổn rồi thì Nga nhưng mà rồi thì những cái năm gần đây thì Nga có cái thái độ và có cái chính sách và có những hành động có thể nói rằng thì là bị tất cả những các nước ở Âu Châu và những các nơi khác người ta chỉ trích sau cái vụ nước, liên bang Nga mà chiếm đóng cái bán đảo Crimea của Ukraine rồi lại mang cái bán đảo Crimea đó trở về cái gọi là coi như là một lãnh thổ của ng nước Nga và vì vậy cho nên sau cái vụ đó người ta không muốn để cho nước Nga ở trong cái gọi là cái hội nghị G8 mà vì vậy cho nên ngày gần đây chỉ còn có G7 Thế thì cái vấn đề mà G7 nó là một cái hội nghị thượng đỉnh, cũng rất nhiều các lãnh đạo của các nước, tất cả những các nước mà đặc biệt những các nước Âu Châu như là Anh, như là Đức, Anh, như là Pháp, như là Ý, và thêm cả Gia Nã Đại nữa, và thêm cả Nhật Bản nữa, thì cái đó nó là một cái hội nghị cấp cao, để mà tìm hiểu những cái vấn đề trên thế giới và tìm cách giải quyết đưa ra những giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn đó thì trong số đó có những cái vấn đề mà người ta đề cập tới là một là cái chính sách mà gọi là tăng thuế để cho chống lại với cái gọi là người hoa kỳ và thế giới gọi là một cái chính sách có thể nói rằng thì là rất là nghĩa là đáng chỉ trích của trung cộng vì vậy cho nên người ta mới gọi là có cái chiến tranh mà gọi là chiến tranh về thương mại tức gọi là trade war thì đấy là một trong những cái vấn đề lớn được đề cập tới ở trong cái gọi là cái cuộc họp thượng đỉnh gì 7G7. Thế thì ngoài cái vấn đề đó là một cái vấn đề lớn người ta lo lắng là bởi vì nếu mà cái cuộc chiến tranh về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cứ tiếp tục ấy, thì cái ảnh hưởng đối với cái nền kinh tế ở trên thế giới ấy, nó cũng bị nhiều cái sự mà có thể nói rằng thì là... Ấy, gây ra những cái khó khăn cho cái nền kinh tế ở trên thế giới mà vả lại thì ở trong cái vấn đề đó thì người ta cũng vẫn thấy rằng thì là cái ông trump và cái chính sách ngoại giao của hoa kỳ là đều chủ trương là gọi là chống lại cái gọi là cái hoàn cầu hóa cả thì trong hai cái vấn đề mà gọi là chống lại cái hoàn cầu hóa đó thì một là cái vấn đề mà chúng ta vừa mới đề cập tới tức là chiến tranh về vấn đề thương mại mậu dịch và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề thay đổi môi trường, môi trường thay đổi không khí yeah. thay đổi khí hậu thì khí đúng hậu, hơn yeah. thì cả hai vấn đề đó thì nghĩa là hoa kỳ với cái chủ trương của ông trump bị người ta chỉ trích nhiều, chỉ trích nhiều là bởi vì trên thế giới có gần 200 nước tất cả gần 200 nước đi chung, đi, đi chung với nhau mà riêng chỉ ông Hoa Kỳ là ông ấy bảo rằng thì là những cái, những cái gọi là những cái nghiên cứu về vấn đề mà khí hậu không đúng ông ông không dự yeah. thành ra rằng thì là Hoa Kỳ ở vào một cái vị trí gần như là một mình để mà chống đối với tất cả những các nước mà có lẽ nói chủ trương là phải để ý đến cái vấn đề mà thay đổi khí hậu trên thế giới mà người ta cũng nhắc lại là ngay cả đến trung cộng mà cũng đi theo cả về cái vấn đề mà nghĩa là phải tìm cách để mà giảm bớt cái tình trạng mà mỗi ngày mỗi tăng lên làm cho cái khí hậu nó có thể nó ảnh hưởng đến tương lai của tất cả trái đất xin được cảm ơn ông à, kính thưa ý, à, à, rồi, à, à, quý vị vừa rồi quý vị vừa có những cái giây phút mà cụ đại sứ bùi diễm chia sẻ một số vấn đề có à, liên quan tới vấn đề chiến tranh mậu dịch và à, chiếc, vấn đề mà g7 của tổng thống donald trump khi mà ông về à, trở lại hoa kỳ à, chúng tôi xin được à, tiếp tục à, phần sau đó là cái vấn đề biển đông sẽ như thế nào và người việt nam chúng ta mong muốn điều gì ở những cái chính sách ngoại giao của hoa kỳ đặc biệt vấn đề quân sự ở tại vùng biển phía phía nam của trung hoa và phía đông của việt nam Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington DC at sptn tv Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối ăn vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình